Xin kính chào hết tất cả mọi người, chào mừng quý vị quay trở lại kênh mình nè. Quý vị ơi, hôm nay mình đang có mặt ở xã An Cư, thuộc thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang nè. Hôm nay ở tại Chùa Gô có tổ chức lễ hội đua bò, giờ bữa nay là ngày 8 tháng 9 năm 2024 nè. Hôm nay mình sẽ ghi hình cái buổi đua bò hôm nay từ trận bán kết cho đến chung kết trao giải nha quý vị xem nha. Rồi, mời tất cả quý vị theo dõi clip mình nha quý vị nha. Bán kết thứ hai nha. Bán kết thứ hai vòng thứ nhất nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho họ dòng thi đấu cho họ mang số đeo 15 của ông Trần Quốc Việt anh vũ những lời đầu vào giành quyền đứng trước và hoặc là chung thì mỗi mới cuối chung thì tùy chẳng lái chẳng có chẳng phi chung thì có chẳng phi chào tiêm mà mấy tên bạn hãy xong chung riêng là cái nắp cho ca dương tiêm mơ và tiêm mơ cả con trâu mấy tên bạn đại ơi ta có đây ăn ba hai
con hả ta? Đây nhật ký nè. Cái này hết không? Không, đã giành được 08 của Nguyễn Văn Liệt, đã giành được giải tư của hội đua bò năm nay. Thưa quý vị và ban tổ chức hội đua bò năm nay có trao thưởng các giải thưởng rất hấp dẫn cho các đôi bò của chúng ta. Giải nhất một giải trị giá 10 triệu đồng. Giải nhì một giải trị giá 6 triệu đồng. Giải ba một giải trị giá 4 triệu đồng và giải thứ một giải trị giá 2 triệu đồng. Và ngoài ra chúng tôi còn có 4 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Chúng tôi không hai của ông Châu Thi Văn Giáo. Tôi chẳng chung kết nè. Mang số đeo 22 của ông Nguyễn Ngọc Tiến Nam Phú. Xin mời chủ bò chúng ta bò vào đường đua. Đây, trận chung kết ha, có hai đội bò trận đấu nhất nhì. Hai giải nhất thì được 10 triệu. Và hiện tại thì hai đội bò trong vòng chung kết cấp 2 và 22 đã di chuyển vào khu vực sân thi đấu và tổ trọng tài đang tổ chức cho hai đội bò này bốc thăm vị trí thi đấu. Bà con và các bạn đang theo dõi trận chung kết giữa hai đôi bò mang số đeo 02 của ông Châu Thi Văn Giáo và đôi bò mang số đeo 22 của ông Nguyễn Ngọc Tiến. Sau khi bốc thăm, đôi bò mang số đeo 22 của ông Nguyễn Ngọc Tiến và đôi bò giành quyền đi trước. Nhất cho cô lên tìm một hình đường đi. Chúng ta có chấp hai lên một hai tí. Đồng con Nguyễn Ngọc Tiến đâu ăn phú 800 đồng. Và tới đây thì đôi nào cũng xuất sắc đó. Đi trước hay là đi sau đều có lợi. Bo bo đi qua mặt đi. Chúng ta theo gì đầu tiên nha. Ông trước thì ông lời rai, ông sao không dám mà mặt.
ai lại em trim tôi chắc cả mang tôm hôm trước thì ông đi lại rồi nếu qua bạc này lắng cái lăng lăn đài là thua liền anh chào quá nghiệp thua lên không đừng chạy đi đạp bây giờ đừng đạp đó đạp giờ đó chặt ra muốn ăn chiên chiên à vâng kia nhá tám kia nhá chị bia mà nó là một pha chiên đó là một một à cái à cái là một hơn đó là chiên à chiên ơi chiên ơi chiên là chiên phải là chiến thắng chung cuộc ha. Không hai cao thi đây quý vị tiến hành làm lễ trao giải cho mấy đôi bò thắng cuộc ha. Đây. Kính thưa quý vị, để có kết quả chính xác nhất thì chỗ tổ trọng tài của chúng tôi vẫn đang tích cực làm việc và tổ trọng tài của chúng tôi đang xếp lại phần ghi hình. Hội đua bò Chù Rô thì camera của chúng tôi được đặt để xem lại camera tua chậm thì có tổ trọng tài và hòa thượng Cho Sóc Kha đã xem và là đôi bò giành giải nhất và đôi bò số 22 là đôi bò giành giải nhì. Đó, một tràng pháo tay để chúc mừng. Số 02 là đôi bò giành giải nhất và đôi bò số 22 là đôi bò giành giải nhì. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời anh Hậu xuống chỗ khán đài phát phần thưởng cho anh em. Nguyễn Ngọc Tiến số đeo 22 đến từ phường An Phú và giải
muốn cho mình phá cô chập lên mối của cô bằng chào thí gặp hạ lên tí lâu không nhận nhau cô ban cho lên tí thì cô Nguyễn Ngọc Tiến gặp lên hạ lên một hai tí lâu không an phú cô gặp hạ lên đập trắng của bằng chân một tiệp lâu an phú ba cho chúng ta hạ lên bay ai cô gặp chúng ta hạ lên cuốn từ Nguyễn Văn Liên gặp hạ lên cầm bay lâu an phú về bê bò đến từ An Phú số đeo 06 của ông Nguyễn Văn Quyền bê bò mang số đeo 10 đến từ Vĩnh Thượng của ông Cao Sắc Ưng và bê bò mang số đeo 17 đến từ núi voi của ông Thêm và đôi bò mang số đeo 19 của ông Cao Thu đến từ Vĩnh Thượng là bốn đôi bò đạt được giải khuyến khích của hội đua bò năm nay một tràng pháo tay để chúc mừng xin những bên khoa cô Buôn Linh đại ban và cho chúng em khác chưa lâu tức chết tư cô chắc ra lên là mối của bò ông Nguyễn Quang Quyền đâu An Phú hai cô chào sọc ớn chắc ra lên đất nâu Vinh Thượng hai cô chắc ra lên đất Trần Phú và tiếp theo sau đây tôi xin được mời đôi bò đạt giải nhì của hội đôi bò chủ đô chúc mừng và tiếp theo tôi xin được mời đại diện chủ của đôi bò số đeo 02 anh Châu Thi đến từ xã Văn Giáo tiến lên sân khấu xin mời bù đi giặt đi cho luôn năm trong đây rồi mà toa nó xỉu rồi chào quý vị đây là một niềm vinh dự rất là lớn đối với chủ bò cũng như là tài xế bò trong hội đua bò chùa đua lần thứ 10 năm nay và xin chúc mừng anh Trang xin chúc mừng các anh cảm ơn các sư rất nhiều và con xin cảm ơn thưa quý vị và đến đây thì hội đua bò chùa đua của chúng ta cũng đã khép lại rồi chúng ta đã tìm ra được chủ nhân của các giải thưởng cao nhất nhì ba tư và hội đua bò chùa đua xin được cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài nước đã quy tụ được về đây để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp tại quê hương An Giang chúng tôi nghệ sĩ nhiếp ảnh chúng ta sẽ nắm lại để tham gia cùng với lễ hội này và ghi lại những bức ảnh thật đẹp trong chuyến tham gia hội đua bò chùa đua năm nay xin cảm ơn một lần nữa ban tổ chức hội đua bò chùa đua của chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ bà con nhân dân cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ nhiếp ảnh đã về đây cùng với chúng tôi tạo nên không khí rất vui tươi cho hội đua bò chùa đua mừng lễ Sen Onta năm 2024 này. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn. Video mình theo dõi cuộc đua bò tại chùa Rô lần thứ 10 đến đây sẽ được kết thúc nha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo trên kênh mình nha. Bye bye tất cả quý vị nha.